Từ từ lên để bật ra cho này. Rồi. Ê, khỉ con. Mày thích ăn không? Này cho mày ăn một cái món lạ này. Bỏ xuống đi, bỏ xuống gần lại con nào. Chị Gần lại. Rồi, ui giời. Ui giời ơi. Bị lừa rồi. Ui giời ơi. Không dám lại luôn. À, hình như lì hơn con khỉ mẹ rồi con ạ. Khỉ này lì hơn khỉ mẹ rồi. Nhìn. Lì hơn rồi. Lấy cái nắp ra. Hai con đang ôm nhau ấy. Ý ra, ý ra. Úi ôi. Không bị chơi thằng Sơn bị ôm. Con này trèo lên lưng bố này. Con Bố này trống lại này. đứng xuống lưng bố. Bố nắng, xuống. nắng. Lại đi kìa. Sao Sợ, khỉ con sợ rồi. Núp, núp rồi, núp rồi. À, vẫn lì chưa kìa. Con thấy lì không? Lì chưa? Ai? Vẫn tò mò nhìn nhỉ? giờ anh để cái Con có sợ không? Con sâu. Đi lại đi. Ui ôi. Ôi con này. Lì chưa kìa. Ôi. Nó ăn con ơi. Nó ăn con sâu thật. Ôi ôi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi. Ôi ôi. Con này nó kinh khủng quá. Nó ăn luôn cả con sâu luôn rồi kìa. Lì chưa? Không, con sâu này nó rất tốt mà nó chỉ ăn ấy thôi, nhưng mà sợ quá con khỉ con này thật là bựa. Ăn luôn con sâu. Sao ơi? Nó ăn luôn con sâu rồi. Đấy thì con ăn. Con khỉ con này nó bựa quá. Thôi đổ nước lên khỉ con để cho khỉ con ăn. Để cho khỉ con ăn. Con này nó sẽ xử lý thế nào đây? Rất dài. Bây giờ ơi. À, thấy sợ con sâu không? Đau à? Nó cắn đau à? Ồ. Ồ, vườn hoa nhà mình đẹp chưa? Con thấy vườn hoa đâu con chỉ coi. Hoa đâu, hoa đâu? À, quả dừa hả? Không, vườn hoa mà hoa mình đang trồng chuẩn bị Tết này. Ồ. Rồi bây giờ ý con này thế nào nhá? Đây chị nó ăn đau đâu? Cái khỉ con là nó xơi con sâu luôn rồi. Cánh chín này. Nó không giống như con khỉ kia. Khỉ mẹ nó sợ con này. Này. Con này nó chưa biết gì, nó chưa biết sợ. Xơi luôn rồi, chắc con lụy này nó cũng xơi luôn quá. Chưa 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 đến sự con kia. Đây còn cái đầu không mà nó đang ngoé ngoé này, nó cũng chuẩn bị sơi luôn này đó. Eo ơi, chắc không phải rồi, Đâu? hóa ra là con khỉ nó vẫn thích ăn côn trùng sâu bọ ấy nhở. Đâu? Nắng. Có sợ không? Ngon lành chưa kìa. Thì ăn ngon đó con, nhưng chưa bao giờ được ăn. Nhà đâu có thiếu ăn đâu mà sao lại thích ăn nhỉ? Rồi xem nó con này nó sẽ làm gì tiếp theo. Mình rất tò mò luôn. Con thấy sao? Sợ không? Con khỉ nhà mình nó lì quá nhờ. Nó ăn hết luôn. Ăn chị em đâu? Khỉ em nó giỏi hơn khỉ mẹ đúng không? Mẹ in nó chị đã cay thì cay. Ừ.
Rồi bây giờ bố xem Nó ăn tiếp hết nó rồi, sẽ nó ăn xử hết lý, con nó ăn hết sâu con một con sâu rồi. Còn lụy này chắc nó cũng không bỏ qua đâu. Xem. Ăn hết nguyên một con sâu luôn. Rồi. Con này chắc to quá, đang nghiên cứu. Chắc nó không ăn con này đâu. Con này nó sợ mà. Con khỉ mẹ là không dám lại rồi. Vẫn chưa giảm lại gần con lì. Đừng có đổ nữa cái người khỉ con. Không có đổ nữa cái người khỉ con, cắt cái lý đi. Con uống đi, con uống đi. Uống rồi cắt lý đi. Lại là con khỉ con nó chỉ ăn con sâu thôi, nó thích màu xanh nó chỉ ăn thôi. Còn con này nó không dám ăn. Nhỉ. Con khỉ con nhà mình nó lì quá nhỉ. Cầm lên.